Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại video của Đức Cùn TV. Và trong đêm muộn của ngày hôm nay thì mình đã cũng sắp đi ngủ rồi, nhưng mà về thì thằng em lại ấn cho mình lô iPad. Thì lô này thì vỏ xấu nhá, kính xấu vỏ xấu thì xả cho anh em giá có mấy con iPad như này thì mình sẽ xả nó giá tầm khoảng chưa đến 3 triệu đâu. Rồi thì còn một cây này nữa của mình thì mình xin phép được giới thiệu cho anh em. Và có mấy cây iPad mini 2 thì đẹp hơn thì sẽ giá tầm khoảng hơn 3 triệu một tí. Anh em cần thì mình sẽ hỗ trợ cho anh em nhé, ưu tiên các anh em ở khu vực Hà Nội. Rồi, vỏ xấu thì có giá rẻ và giá đẹp luôn cho anh em. Rồi, xin mời anh em nhé. Và để cho anh em không phải chờ đợi lâu thì chúng ta vào video luôn. À, nói luôn anh em là bây giờ mình chơi trò chơi như này cho thoải mái. Có một cái event đó là các bạn comment, viết comment và comment đấy của các bạn được nhiều like nhất thì sẽ được tặng thẻ cào 50k nhá. Mình sẽ chọn ra hai comment. Chọn ra hai comment mà được nhiều like nhất thì sẽ được tặng thẻ cào. Mỗi cái comment mà được ví dụ như được 10 like hoặc 20 like thì sẽ được được tặng thẻ cào nhá. Thì bằng cách nào thì các bạn có thể là mượn điện thoại của bạn bè người thân thì các bạn comment và các bạn bấm đăng ký kênh và thả tim vào trong video của mình vào cái đuổi chính cái comment của các bạn ấy. Thì được nhiều team nhất ấy thì các bạn sẽ được tặng thẻ cào 50k nhá. Rồi, anh em chúng ta đi luôn nhá. Thì trong video ngày hôm nay thì mình có iPad mini 2. iPad mini 2 này, máy đẹp keng luôn. iPad mini 2 đẹp keng thì mình đang bán cho các bạn với giá là 3 triệu 3. 3 triệu 350, ai lấy thì inbox cho em nhá, iPad mini 2. Thì tình trạng đây. Các bạn cần thì mình sẽ hỗ trợ cho các bạn xem. Lâu lâu không bán iPad cũng hơi ngu người một tí. Thì đây, cái này thì các bạn cần phải ví dụ như đây mình hướng dẫn luôn cho anh em. Thì các bạn phải cần kết nối vào Internet để các bạn đăng nhập ứng dụng để các bạn chơi. Đó, thì tất cả các bạn đều phải đăng nhập nhé. Bạn phải đăng nhập thì các bạn mới làm được nhé. Đấy, các bạn đăng nhập wifi rồi thì xong các bạn phải vào trong cái phần này để mình đăng nhập luôn, đăng nhập bằng tài khoản đó. Thì khi mà các bạn đăng nhập sự vào thì các bạn bấm đúng là được không? Đập con muỗi, tự dưng đập con muỗi mà đập chiêu chiêu mà không được. Đấy, ok anh em chỉ cần đăng nhập đúng nhá, thì khi mà nó có một cái xã mã xác nhập mail về. Đó, khi các bạn bấm thì các bạn phải đăng nhập như vậy thì nó sẽ có cho phép như vậy. Nhập được mã. Thì các bạn đăng nhập vào các bạn dùng 9998442. Đó, thế thôi. Là các bạn vào xong ok rồi. Là các bạn sẽ đăng nhập được và các bạn để các bạn tải game. Rồi, ok, như này là đấy, nó đăng nhập được rồi. Thì các bạn chờ một tí và các bạn sẽ tải. Với chiếc đẹp như này mình đang bán cho các bạn với giá là 3 triệu 3. Ai mua thì inbox cho Đức nhá. Thì mình có hai cây. Đó, iPad. Đấy, ngày hôm nay thì mình sẽ chỉ có iPad mini 2 và iPad 4 thôi. Thì sẽ trong video ngày hôm nay sẽ ngắn và mình sẽ chủ yếu là sẽ quay và review cho các bạn để các bạn xem. Và iPad 4 này cũng thế. Mình sẽ đăng được vào review để lên cho các bạn xem nhé.
iPad 4 này cũng vậy. Giá rẻ chưa đến 3 triệu. Nói luôn là chiếc này là hàng phẩy vỏ nhỡ nhá, chứ không phải là hàng keng. Hàng keng thì trên 3 triệu các anh em nhá. Rồi, khi mà cái này vào thì mình sẽ vào App Store để tải ứng dụng. Rồi ok, các bạn bấm vào đây, các bạn gạt lên thì các bạn sẽ vào đây để các bạn mua hàng. Chiếc này thì với giá 3 triệu 3 thì các bạn có thể chơi thoải mái. Các bạn có thể gõ YouTube hoặc là bất kể một cái gì mà các bạn biết. Đó, như vậy nó sẽ chờ để tí anh em tải. Hoặc là anh em thích tải game gì nhỉ? Game gì nhỉ? Game nhỏ nhé. Game xem game gì được. Mạng thì nó hơi kém thì mong anh em thông cảm. Game thì nhiều. Game này với cái game này đó, nó cũng tải cũng rất là nhanh. Anh em chờ một tí rồi nó sẽ có thôi. Đó là những chiếc Mac Mini 2 thì các bạn tải, nói chung là thoải mái đấy, nó như vậy thì các bạn có thể chờ một tí nữa là các bạn chơi dùng thoải mái luôn. Đó, như chiếc này mình bán 3 triệu 3, anh em lấy thì ebook cho mình. Và chiếc iPad 4 cũng thế, chiếc iPad 4 này thì mình về bán cho các bạn giá là 2 triệu 900k nhé, 2 triệu 850 nhé, 2 triệu 850, 2 triệu 850 nhé. Anh em cần thì inbox cho em nhé. iPad 4 Đức ngày hôm nay Đức bán là 2 triệu 850 thôi, không bán 29, 28 thôi. Hàng vỏ xấu, vỏ nhớ nhỡ. Nói chung những hàng như này là em cho là hàng xấu chứ không nói là hàng đẹp luôn. Vì như này nói luôn anh em không phải mất công thì lúc anh em lại kêu đẹp mới xấu. 2850 nhé. Ok, inbox cho em sớm thì em sẽ lấy hàng cho anh em. Chiếc này xấu nhé. Đây, nói chung là toàn hàng xấu thôi, không có hàng đẹp đâu. Hoặc là nó vỏ xấu như vậy, vỏ như này, nhưng miễn máy thì không sao. Pin tầm 85%. Đó. Đó, vỏ nó cấn này, bán cho tất cả anh em được 2850, vỏ xấu đây, cấn. Đó, 2850 nhá. Đây mình có thể lột vỏ cho anh em. Mặt kính rất là ok. Rồi. Ui. Hai tám năm mươi anh em nhé. Đây chiếc này thế kích hoạt lên, cần kích hoạt lên là anh em dùng thoải mái. Mình có mấy cây này thôi, đứa em nhờ bán hộ thì mình bán gửi tới cho anh em rẻ, mua rẻ thì bán rẻ thôi, tất cả là đều là 2850 nhé. Hai tám năm mươi tất cả anh em nhé. Vỏ hơi xấu. Rồi chắc đưa tải YouTube hơi lâu nhỉ.
Rồi, chiếc này thế cũng 2850, mặt đằng sau carrier commuter gì kia. À, chiếc này đẹp hơn. Chiếc này đẹp thì mình bán cho bạn với giá là 3 3 triệu đồng này. Phải 998%. 2 triệu 9 thôi. Đắt hơn kia mấy chục. Nhưng tất cả mọi cái thứ là dùng nó rất là ok. Đó, thì trong ngày hôm nay thì máy móc cũng rất là ít thì mong anh em thông cảm. Không có máy nhiều. Đó, các bạn dùng những chiếc này để tải Zoom như các kiểu mà cho con học thì cũng rất là ok. À, các bạn có thể tải thêm cả phần Zoom nữa chỗ mình. Zoom thì rất là dễ, các bạn chỉ cần như này. Zoom, cái Zoom đấy là Zoom Zoom Meeting, iCloud Meeting nhá. Anh em nhớ là Zoom iCloud Meeting. iCloud Meeting. Thì các bạn đúng tải đúng cái phần mềm này vào cho mình là ok. Đó, các bạn tải xuống. Đó, những chiếc iPad như vậy. Và còn một chiếc nữa đó là iPad iPad Pro và iPad Gen 6 2017, hàng đẹp gần như là keng luôn. Bán cho bạn với giá 7 triệu đồng, ai lấy thì inbox cho em nhé. Đó. Rồi, đó là tất cả những hàng của ngày hôm nay. Thì các bạn nào mua hàng thì nhanh tay gọi điện số điện thoại mình là 0966 931 693 0816 836 789. Website là đứckunTV.com. Rồi, và đây Đức Cồn TV Car Store. Ok anh em. Đó, các bạn chỉ cần tải mấy này thôi. Mạng mình nó hơi kém thì chắc là không test được, thì anh em nào cần thì anh em ưu tiên anh em ở Hà Nội thì mua tất thì inbox cho em nhé. Rồi, và cũng giờ cũng muộn rồi mà Tức cũng xin cảm ơn và xin chào và hẹn gặp lại anh em. Và anh em nhớ là ai mà comment, anh em nhớ comment hộ em nhé. Anh em comment là và hãy để những bạn nào mà comment mà được nhiều like nhất thì sẽ được tặng thẻ cào nhé, 50k nhá. Rồi, chọn hai người thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.